Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, vợ chồng con lấy nhau ngày 16 tháng 10 năm 2009. Đến nay, đến ngày 9 tháng 6 năm 2010, con có thai được hơn một tháng, nhưng thai bị lưu nên con bị sảy thai. Đến mùa hè năm 2011, vào buổi tối con ngủ bị rắn cạp nong, cạp nia chui vào người nhưng không cắn. Ghê quá ha. Ngủ làm sao mà để rắn cạp nong, cạp nia nó chui vào người. Khiếp. Bạch Thầy, rắn chui vào người có ảnh hưởng gì đến việc con giờ vẫn chưa có con không? Vì từ lúc sảy thai đến giờ, đến bây giờ vợ chồng con vẫn chưa có con. Chồng con sinh ngày 25 tháng 8 năm 81. Vợ con sinh ngày 10 tháng 10 năm 88. Bạch Thầy, giờ vợ chồng con phải làm như thế nào? Con mong Thầy cho con xin lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. À, cái trường hợp này thì chắc chắn là cũng có vấn đề. Có vấn đề về cái vấn đề tâm linh, chứ không phải là mình ở cái vấn đề là vợ chồng không có con theo cái bệnh bình thường ở thế gian đâu. Nên ngoài ra thì cái trường hợp này cũng đã có thai rồi, nhưng mà bị sảy thai, chết lưu thai và sảy thai, từ đó đến nay thì không có. Những cái trường hợp này bảo là nằm ngủ bị rắn cạp nong cạp nia chui vào, đây là nằm mơ thấy hay là rắn nó chui vào thật thì viết không rõ. Nếu mà nằm mơ ấy thì nó là rõ ràng là vấn đề ấy rồi, còn mà bình thường rắn nó chui vào thì con rắn nó chui vào mà không cắn, chắc là đây là rắn thật đây. Nhưng viết cũng không rõ, chắc là rắn thật. Ở trường hợp như thế này thì Thầy có lời khuyên cho đôi vợ chồng Phật tử này như thế này. Phật tử này thì về cái trước tiên là nên phóng sinh một chút đi, làm cái lễ phóng sinh một chút. Ở điều kiện có thì làm nhiều, không có thì làm ít, gọi là có thành tâm một chút được. Nên phóng sinh một chút. Mà tốt nhất trong pháp hội ngày mai thì nên phóng sinh vào luôn ngày mai. Ngày mai chiều mai là phóng sinh mà, tốt nhất nên phóng sinh ngày mai. 50, 100 gì đó thành tâm tùy theo điều kiện khả năng kinh tế, không có thì 5.000, 10.000 cũng được, miễn là có. Không cứ là phải nhiều, đến với đạo tràng chúng ta ở đây thì không cứ phải nhiều mới là thành tâm, mà cốt ở cái tâm thành. Nên phóng sinh một chút, trước mắt là nên phóng sinh một chút. Cái thứ hai mà vợ chồng nên làm, được cả hai vợ chồng thì tốt. Phát nguyện là ăn chay trường 21 ngày và ngày tụng kinh Địa Tạng ba thời. Sáng khoảng 4-5 giờ sáng, chiều khoảng 4-5 giờ chiều và tối khoảng 8-9 giờ đêm. Và ngày ba thời như vậy. Và trong 21 ngày đó phải ăn chay trường. Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mấy thứ đó là không được ăn. Ăn rau dưa củ quả bình thường, như hành, hẹ, nhớ này, hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này và hành tây này. Năm thứ đó gọi là năm thứ ngũ tân tanh hôi. Đức Phật nói khi mà tụng kinh ấy, mà chúng ta ăn năm cái thứ đó thì nó giảm đi khoảng 80-90% cái công đức tụng kinh niệm Phật của mình. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt thì tránh không ăn năm thứ đó. Trong kinh nói là gì? Ăn năm thứ đó, tụng kinh ấy, công đức nó còn giảm hơn là cả ăn thịt nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Cho nên vì vậy mà ngoài cái việc ăn chay ra thì còn nên kiêng cả năm thứ ngũ tân đó, hành hẹ tỏi kiệu hành tây đó. 21 ngày nhất tâm đọc tụng ba thời như vậy. Nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ thần linh gia tiên được. Và đặt vào chính giữa, làm cái khung ảnh nhỏ nhỏ và đặt vào chính giữa. Thanh bông hoa quả trong 21 ngày tụng kinh đó, chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả, cứ héo héo thì chúng ta lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày là múc 7 chén nước. Sáng nào cũng thế, vào thời sáng sớm chúng ta múc 7 chén nước trong thanh tịnh. Tốt nhất chúng ta mua lấy cả cái thùng la vi về để riêng ra một chỗ, để cao ráo, đừng có đặt xuống đất. Cứ chúng ta cứ thay hết
bảy chén nước nó hết khoảng một chai la vi đó. Thì sau thì chúng ta lại thay đến ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau trước khi lên vào thời tụng kinh quyển thượng, chúng ta thay bảy chén nước đi. Chúng ta để dành ra một cái chén ở giữa, thì đem vẩy hết nhà cửa đất cát cho nó mát mẻ. Vì sợ là người trong nhà chúng ta có xây nhà xây cửa lên mà có những cái yêu tinh quỷ mị hoặc cái vong linh, vong hồn mà họ mất ở trên cái đất chúng ta từ trước đến nay, họ chưa được siêu thoát, họ còn ở trong đấy. Thì nhờ công đức tụng kinh và vẩy cái nước ở trên ban thờ chúng ta cúng Bồ Tát đó, mình gọi là nôm na là gọi là nước lộc đó, cam lộ thủy đó, thì họ chạm vào được đến họ thì họ được thanh tịnh mát mẻ, và nhờ cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ sớm được siêu thoát, trả lại cái đất cát nhà cửa chúng ta được thanh tịnh. Đấy là về mặt tâm linh, về phong thủy, về đất cát nhà cửa. Còn về cái mặt hai vợ chồng này á, thì cái chén nước, sáu chén nước còn lại thì cứ lấy vợ uống ba chén, chồng uống ba chén, hoặc là cứ chia đôi ra hai vợ chồng cùng uống, đưa ra mà xong lại rót vào cái cốc hay cái ca đó, vợ chồng cùng uống. Nếu mà uống thuốc, còn đang uống thuốc thì cái này lấy uống thuốc nữa. Sau 21 ngày như vậy thì hai vợ chồng nên có một cái bước tiếp theo. Hai vợ chồng nhà gia đình này bước tiếp theo đó là chọn vào một ngày nào do hai vợ chồng mình sắp xếp đi lên trên chùa Tản Viên ở trên Minh Quang, nơi đó cũng là thầy chủ trì trên đó, đi thật sớm. Không biết đường thì thuê cái taxi hoặc cái xe ô tô nó chở đi cho, đi xe máy, sợ đường xa đi xe máy, không thầy cũng không biết là nhà ở đâu. Ở gần có thể đi xe máy được, ở xa thì nên thuê chiếc xe. Đi thật sớm làm sao lên mà mới khoảng độ 5-6 giờ sáng, nhà chùa vừa mở cửa tụng kinh ra được tí thì mình lên lễ Phật, lễ tổ xong. Lễ thì mình mua lên mấy bông hoa, cân quả là được, cũng không cần phải nhiều đâu, phải thành tâm có một chút thôi. Lễ Phật xong lên lễ tổ. Lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu là đi ra xin mang mấy cái can đi. Can 10 lít, can 5 lít, 10 lít, 20 lít được. Nếu mà đi ô tô thì tốt nhất cứ mang vài can 20 lít lấy về uống mấy tháng luôn, cho đến lúc sinh con thì thôi. À, thì mang mấy cái can đi xong xin thì lấy nước xong thì cái điểm đặc biệt cái lúc lấy thì khấn ở cái giếng Quan Âm đấy, có cái giếng, ở giếng Quan Âm thì khấn Bồ Tát Quan Âm với lại các vị thần linh thổ địa ở đó, các vị thần mà cai quản cái giếng đó, thì xin mình xin nước để cầu về để chữa bệnh, để cầu con, mình có nói rõ như thế, cứ xin về để chữa bệnh, để cầu con. Và sau khi lấy xong nước rồi ấy, thì chưa mang về luôn mà mang lên trên điện Chuẩn Đề, cái nhà thờ bằng gỗ mà đang làm dở đó, trong hậu cung ở bên tay phải mình hướng vào á, có một cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con gọi là Quan Âm Tống Tử á, thì đặt những cái can nước đó lên trên bàn đấy, và xong rồi thắp, đặt nước lên đó thì mình đi lễ. Lễ đầu tiên là lễ ở ban chính trước, xong vào lễ ở cái ban đấy để mình xin, mình xin cầu con trai hay cầu con gái mình cứ xin. Tất nhiên thì cầu con gì là do mình, nhưng mà được con trai, được con gái còn phải cái phúc báo của tổ tiên nhà mình nữa, và của bản thân mình nữa, chứ không phải là cứ cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái đâu. Nhưng mà chiếm khoảng độ 80% cái sự cầu nguyện họ lại được như mong muốn. Từ 1-2 năm nay là cứ họ cầu nguyện con trai thì 10 người thì phải 7-8 người được, cầu con gái 10 người thì phải 7-8 người được. Có nghĩa là cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của các Phật tử, của các vị thiện nam tín nữ, nó được khoảng độ 80% là như mong muốn. Thì thường thường theo kinh nghiệm các Phật tử họ đi họ cầu, họ bảo là cầu con trai thì đi vào nghề chẵn, cầu con gái thì đi vào nghề lẻ. À, thế đấy. Đấy là cái kinh nghiệm những người họ đi họ được rồi họ nói lại với chúng tôi như thế. Thì cũng nói như vậy để chúng ta ấy, còn thì cầu được cái gì, con gì thì chúng ta cũng phải trân trọng. Chứ nếu mà chúng ta đi cầu con trai mà về đi siêu âm thấy con gái mà bỏ thì hỏng đấy. Đấy là hỏng. Cho nên được thế nào chúng ta phải trời Phật cho thế nào, phúc ấm tổ tiên chúng ta, phúc ấm của chúng ta như được thế nào thì chúng ta tiếp nhận như thế. Chứ không được kén chọn mà cầu sinh con trai mà được con gái về lại phá thai, là bỏ lại mang tội. Như vậy thì khổ lắm.
Đấy, cho nên cái trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Và tất cả những cái trường hợp khác có chung với câu hỏi như thế này, thầy biết là ở trong pháp hội lần này có rất nhiều người là đi cầu lên để cầu con, thì về cũng nên làm như thế. Đó, nên làm những trường hợp này, thầy khuyên như thế này. Bởi vì á, cái trường hợp mà cầu mà về đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này là các sư cũng chú tâm để hồi hướng cầu nguyện cho các quý vị, nhưng mà nó cũng là cái trợ duyên thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta phải khởi một cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, là mình, các ngài sẽ dùng các phương tiện để gia hộ cho mình cái điều đó. Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà chúng ta đọc tụng pháp hội đó, chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca nói là Bồ Tát Quan Âm ngài có cái năng lực này, năng lực là trừ khổ và ban vui cho chúng sinh. Đấy, thiện nam tín nữ nào á mà cầu con trai thì liền sinh được con trai, cầu con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, đúng không? Con trai là phải có phúc đức, có trí tuệ đa văn, tức là gì? Học giỏi. Các cụ người xưa gọi là học nhiều biết rộng, và đặc biệt nữa là sức khỏe và sự thành đạt trong cuộc sống. Còn con gái thì gì? Tính tình thuần hậu, nết na thủy mị đoan trang, xinh đẹp, vân vân. Đó, cho nên là cái trường hợp mà ở trong kinh chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngài lại nói cái việc đó. Vì cái năng lực cũng như là cái bản nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài nguyện về cái điều đó. Nguyện về điều đó đủ chưa? Nếu mà chúng ta nhất tâm thì là đủ rồi. Nhưng thường thường thì tâm của chúng ta thì cũng khó mà nhất được. Và đặc biệt nữa là cái nghiệp của chúng ta đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo, ví dụ sát sinh hại vật, hoặc là gì, đặc biệt là những bác sĩ, những bác sĩ làm cái ở khoa sản bây giờ mà hay đi gì, hay đi phá thai người khác á, đời sau kiếp sau á rất khó để mà sinh con, rất khó. Vì sao? Vì nó oán. Và cái người mẹ mà phá thai đó, đời này phá thai đời sau cũng rất khó để mà sinh con. Chúng ta biết là ở trên thế giới có những nước, có những quốc gia phá thai họ cho vào cái tội gì? Giết người. Ở Việt Nam chúng ta vì là đất chật người đông, cặp đôi vợ chồng ngày xưa cứ đẻ 5-7 đứa, có khi 10 đứa, có khi mười mấy đứa. Cho nên đất chật người đông, vì vậy mà nhà nước chúng ta phải gì? Phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên cái bộ luật của Việt Nam chúng ta là không đưa cái vấn đề phá thai là cái tội gì giết người. Chứ còn ở nước ngoài tôi biết như là nước Úc á, và một số quốc gia ở trên thế giới á, họ đưa cái có luật hẳn hoi phá thai đồng với tội giết người. Trừ trường hợp mà phá thai mà phải được các bác sĩ và được tòa án họ cho phép, ví dụ bác sĩ họ bảo là cái thai này nó bị hỏng, nó bị tật nguyền, sinh ra nó không thể làm người được mà để ảnh hưởng đến người mẹ, và bác sĩ họ đề xuất và phải được gì, tòa án họ cho phép mới được phá thai, không có là phạm vào tội giết người, đồng với tội giết người không có khác. Đấy, cho nên trước đây chúng ta biết là đây là cái pháp luật của mỗi quốc gia, mỗi một thời gian nó có khác nhau. Chúng ta biết rằng sau năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng thì cũng phải gì, phải hàng chục năm sau chúng ta mới kế hoạch hóa gia đình. Còn trước đây đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc, chúng ta rất cần rất nhiều nguồn lực, tức là nhân sự để tham gia chống giặc ngoại xâm. Cho nên cái thời đó trước năm 75 chúng ta biết là chúng ta các cụ, các ông, các bà chúng ta, các cụ ngày xưa sinh bao nhiêu cũng được, thậm chí nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều, sinh nhiều với có người nó lớn lên mới có người bảo vệ tổ quốc, mới có người chống giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy tùy theo đấm là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian. Cho nên cái này thì tôi nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái việc phá thai, mặc dù pháp luật là Việt Nam chúng ta hiện tại là không cấm, mà thậm chí họ còn khuyến khích bằng hướng dẫn của kế hoạch gia đình đó, chỉ có 1-2 con. Cho nên mà ai mà đã lỡ rồi thì họ bằng cái biện pháp duy nhất đó là phá.
Vì vậy mà đến bác sĩ là không phạm. Nhưng mà về mặt đạo đức, về nhân quả có phạm không? Phạm. Cái người làm, tức là cái người mẹ đi phá thai, người bố người mẹ đi phá thai đó, và cái người bác sĩ đều có tội như nhau hết. Đều có tội như nhau. Đấy là luật nhân quả, không có sai đâu. Pháp luật Việt Nam chúng ta không chừng trị, nhưng mà nhân quả không sai. Vì vậy mà chúng ta cái tốt nhất là chúng ta thì muốn tránh được cái nhân quả và cái tội sát sinh đó, là chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, phải có cái biện pháp phòng tránh ngay từ đầu, chứ đừng để xảy ra rồi mới đi đến bệnh viện và nạo bỏ cắt phá thai. Đó, chúng ta nay đây thì cũng qua câu hỏi này cũng nói thêm như vậy, để đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội trường này còn đang trong cái tuổi sinh đẻ, và các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng nói cho con cho cháu chúng ta biết được để tránh được trước là tốt nhất. Và tất cả những cái trường hợp mà có cái câu hỏi cũng như là có cái tâm nguyện tương tự như mà đôi vợ chồng Phật tử mới có câu hỏi này, thì thầy khuyên là đấy, về cũng nên ăn chay trường 21 ngày. Nếu mà không ăn chay trường được á, thì phải tụng kéo dài ra gì 100 ngày. À, ví dụ không ăn chay trường được và không tụng được mỗi ngày 3 thời á, thì phải kéo ra 49 ngày hoặc 100 ngày thì mới nên đi xin gì, mới đi lên tản viên xin nước. Ví dụ vợ chồng gia đình mà không thể ăn chay trường được và không thể được một ngày 3 thời vì bận công ăn việc làm, công chức nhà nước hay làm cho các doanh nghiệp chẳng hạn, thời gian nó rất ít, ngày có thể chỉ tụng được một quyển thượng thôi, hoặc ngày được 2 thời quyển thượng quyển trung thôi, không được cả 3 thời á, thì nó phải sang được 49 ngày. Ngày được 2 thời thì phải tụng đến khoảng 49 ngày mới đi. Mà ngày được có 1 thời á, buổi sáng thôi hoặc buổi tối thôi á, thì phải tụng 100 ngày thì mới nên đi. Không có người ta tụng một ngày 3 thời ăn chay trường 21 ngày người ta đi người ta được. Mình thì ngày có 1 thời không ăn chay trường được mà 21 ngày cũng đi về không được, lại bảo á, thầy nói không chuẩn. Tất nhiên cũng có trường hợp không được, nhưng mà xác suất ít thôi, rất là ít. Qua hơn một năm nay, gần 2 năm nay, từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các Phật tử, cũng dàng các Phật tử chúng ta đọc tụng, và đặc biệt là vấn đề là cầu sinh con cho những cái trường hợp mà hiếm muộn con cái, có trường hợp hiếm hoặc là muộn, hoặc thậm chí có những trường hợp bác sĩ họ khám và bảo là không thể sinh con, không thể sinh con, bác sĩ khẳng định 100% là không thể sinh con. Và kết quả là họ cũng đi làm giám định, và kể cả vợ chồng đi làm gọi là thụ tinh gì nhân tạo đấy hả, đó, cũng không được. Có người đến vài lần rồi không được, sang cả nước ngoài, sang cả sinh để làm cũng được, sang Singapore để làm không được. Vì sinh nó làm rất là giỏi cái này, nhưng mà họ làm cũng không được. Mất 500-600 triệu đi về làm cũng không được. Thế mà vừa qua thì họ về họ cứ nghe theo chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc làm việc thiện, và đủ 21 ngày trở lên tùy theo, và họ lên trong trên chùa tản viên thì họ xin đều được. Và cách đây mấy hôm Tết có một cái cô giáo viên ở trên Ba Vì, vợ làm giáo viên còn chồng thì tôi không biết là làm cái gì, pháp hội tháng đầu năm vừa qua thì phải, cô ấy đã hơn 40, gần 50 rồi. Cái tuổi đấy thì rất khó để sinh con, vì ngoài 40 thì rất khó. Mà vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm rồi, không có con. Thế nghe người ta giới thiệu đang đi cũng xuống đây tham dự pháp hội Trung Phong trước, về trước hay pháp hội Trung Phong, và cô về tụng kinh Địa Tạng. Chồng ấy thì trước đây rất khó tính. Vì sao? Vì cưới nhau hơn chục năm rồi không có con, cho nên chồng nó khó tính. Chứ cũng may là nó gì, nó chưa đuổi ra khỏi nhà, nó lấy cô vợ khác. À, cũng may. Thế sau khi nghe được pháp hội thì xuống nghe mọi người giới thiệu về để phát nguyện tụng kinh. Thì chồng ấy cũng nghĩ, cũng lúc đầu thì cũng bán tín bán nghi, tức là nửa tin nửa ngờ, bảo đi viện không khỏi, chữa thuốc không được, làm gì mà có cái chuyện chỉ tụng kinh thôi, đến chùa có mỗi thì đến chùa quy Tam Bảo và tụng kinh thôi mà có con thì thế là cũng lạ, nghi lắm.
Nhưng mà về vợ thì xuống đây thấy mọi người dự pháp hội, nghe hai vợ chồng cũng xuống nghe thầy nói là nhiều người được, có người bằng chứng họ kể rõ ràng. Thế là về thì cũng được bán tín bán nghi, nhưng mà cứ để cho vợ tụng. Thế tụng đây hôm Tết vừa rồi thì cô ấy lên không gặp thầy đâu, gặp các sư ở phụ trách ở trên điện chuẩn đề, lên cứ cảm ơn, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, bảo là may có hạnh phúc của gia đình chúng con ạ, gần tan vỡ nhưng mà nhờ có Phật, có Bồ Tát, rồi có các sư ở chùa chỉ dẫn, rồi gia đình nhà con giờ hạnh phúc quá. Anh ấy bây giờ vui lắm, từ trước Tết tới giờ vui lắm. Vì sao? Vì mới sinh được cậu con trai. Lên để cảm ơn. Và bảo là nhất định hôm nào thì cháu nó lớn lớn lên, con phải cho cả gia đình để xuống để lễ Phật, để cảm ơn các sư ở chùa. Và thôi không cần phải cảm ơn các sư ở chùa, chỉ cần cảm ơn Phật, Bồ Tát và cảm ơn phúc ấm của tổ tiên nhà mình là được. Bằng cách gì? Bằng cách phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà của mình. Đó là cái lời cảm ơn đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà mình tốt nhất. Chứ còn đến cảm ơn với chúng tôi thì cũng không nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy, thì hướng dẫn nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ nào, đôi vợ chồng nào mà có chung cái hoàn cảnh như thế, thì qua cái câu trả lời của thầy cho đôi Phật tử đấy, đôi nam nữ đấy, thì chúng ta cũng, đôi vợ chồng đấy, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thì cũng nên phóng sinh nữa, phóng tu phúc nữa. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng giảng được một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát thì cũng càng tốt cho cái việc đó. Nó gieo cái nhân lành thì cũng rất là tốt. Còn nếu không có điều kiện thì cũng không cứ là phải cúng. Đấy là cái chuyện mà có thì chúng ta gì? Không nên xẻn. Nếu mà có mà chúng ta xẻn, chúng ta tiếc á, thì đó là gì? Gọi là ki bo, gọi là kẹt xỉ, gọi là không, không gì? Cái tâm chúng ta bảo là thành tâm, nhưng mà thực tế là chúng ta còn tiếc thì không bao giờ cầu được đâu. Cái trường hợp mà nó không có, muốn cũng không thể có, thì Phật đâu cũng không có chấp. Thì Phật chỉ cần chúng ta gì? Thành tâm tụng kinh niệm Phật, hướng tâm thiện là được. Đó. Còn chúng ta có, trong két có đầy tiền ra mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là để dành để cho tuổi già. Chúng ta nghĩ rằng là gì? Già, sau này già giống như ngày xưa. Chúng tôi còn đang đi học, chuyện này kể một lần, rồi có một sư ông, có một đại đức cùng học với tôi, ngày học trung cấp ấy. Thầy ấy lúc nào cũng là thầy ở gần trong chùa Hương, nên sau này ở cái chùa bên Đông Anh, Hà Nội, cùng học với nhau. Cứ lúc nào anh em ngồi uống nước chè mà cái ông lại hỏi là gì? Thế thì ông thủ được bao nhiêu rồi? Thế mình hỏi thủ bao nhiêu là cái gì thầy? À, bảo ông bảo thế, ông này đi tu thế ông không biết lo xa. Thế hỏi là thế nào thủ cái gì? Bảo thế bây giờ ông bảo là bây giờ nhá, đi tu á, mình là lo cho dân thì lo thật, nhưng mà mình cũng phải gì, cũng phải thủ cái thế của mình. Bây giờ đùng một cái đất nước chiến tranh loạn lạc một cái, ông mà không thủ lấy một tí thì ông làm cái gì ông sống được? Ông sống có sao? Hoặc rằng đùng một cái dân người ta bảo là không thích mà người ta đuổi ông đi một cái, thì ông lấy gì thì ông gì, ông sống. Đấy. Thế cho nên ông ấy thì luôn luôn có cái tinh thần là cái tư tưởng là gì? Lúc nào đi tu cũng phải thủ cho mình khoảng 5-7 cây vàng, hoặc là một vài trăm triệu, một vài chục triệu gì đó vân vân, để không may xảy ra cái chuyện gì mà có là mình gì? Sẵn có đấy rồi. Nếu đất nước không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, không tu được nữa thì về thì có cái vốn để làm ăn, kiểu lên như thế. Thế tôi bảo không, con thì không bao giờ nghĩ như thế. Bước chân ra khỏi cái lũy tre làng, cái ngôi nhà, mái nhà tranh của con, bước chân ra khỏi ngôi cái lũy tre làng là con xác định cuộc đời của con đã cống hiến cho Đức Phật rồi, cho chúng sinh rồi. Sống thì ở trong cửa Phật, mà chết thì cũng gì, cũng ăn mày Phật. Sống thì làm việc gì, để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp, dưới thì báo Phật ân đức, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ chúng sinh. Còn là sống thì sống với dân. À, thì mình chết đó, thì cũng chẳng có phải lo gì cái chuyện đó. Chả có cái chuyện ông sư nào chết mà dân họ bỏ thối ở trong chùa người ta đâu, đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải gì, 4 tấm dài 2 tấm ngắn, chôn rông chôn dài, người ta ra mang ra ngoài nghĩa địa, người ta đào xuống gì mét hơn mét đất, người ta vùi rông vùi dài thì cũng được bằng mặt đất. Chứ chả ai người ta để mình chơi ra mùi thối bay cả làng cả xã, bay cả chùa, khắp cả chùa chiền của họ đâu. Cho nên không có sợ. Nhưng thầy ấy thì khác. Thầy bảo không, con thì cứ phải nghĩ cho xa, nghĩ cho chắc.
Chính vì thầy ấy nghĩ cho xa cho chắc như vậy mà có thể là bị cái quả báo. Vừa học xong trung cấp về được năm trước năm sau bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu cho đến năm ngoái, tức là hơn chục năm. Từ năm 2002-2003 bị tai biến cho đến năm 2016 vừa qua thì mới mất. Mà đúng vì thầy ấy khởi cái tâm như vậy cho nên có thể đây là một cái bài học kinh nghiệm cho những một số tăng ni trẻ. Sau này có thể cũng từ những cái bài học đó phải rút ra kinh nghiệm. Thầy luôn luôn nghĩ như vậy. Vì vậy mà học xong về năm trước năm sau bị tai biến. Tai biến mà nằm đến lúc mà thầy thì to béo khoảng độ tần gần một tạ ấy. To béo lắm. Lúc đầu thì mới tai biến thì Phật tử họ, dân họ có ra họ gì chăm sóc. Nhưng mà bị mãi như thế, không đi lại được. Ăn thì rất là nhiều. Chúng ta biết bệnh tai biến mà sau khi nó khỏi cái giai đoạn biến chứng rồi ấy. Nó còn chỉ là di chứng của bệnh di biến, bệnh tai biến thì nó ăn vô cùng. Mà ăn nhiều thì sao ạ? Ăn nhiều thì đùn ra cũng gì? Đùn ra cũng nhiều. Nhưng mà không tự đi lại sinh hoạt được. Cho nên dân họ gì? Vãi nào ra hầu thầy họ cũng sợ tiểu thì không có. Có thằng tiểu thì nó chạy mất rồi. Nó chạy đi chùa khác mất rồi, nó không ở cùng nữa. Cũng có hai ba thằng tiểu nhưng mà vì cái tính nó khó tính như vậy mà cứ luôn luôn là nghĩ cho bản thân mình cho nên nó cũng không ở, nó bỏ nó đi hết. Khi ốm chỉ còn có dân với vãi rồi mà ra hầu mãi hàng chục hơn chục năm trời họ chán họ bỏ. Và không còn ai ra hầu nữa cho nên dân họ mới bảo là thôi bây giờ gọi người nhà đến mà đoán về nhà mà người nhà chữa. Không ai chăm nữa thì đương nhiên người nhà phải đến để đoán về nhà. Đấy. Vì cái tâm lúc nào cũng nghĩ là gì? Phòng thủ để có chuyện gì đó được về nhà thì đúng là có được về nhà thật. Lúc chết phải về nhà thật. Đi tu cả đời lên đại đức rồi mà đến khi chết còn không được ở trong chùa. Dân họ không đồng ý phải về nhà. Nhưng cũng rất may là khi chết rồi gần đến khi chết đó, rồi mọi người nói nhiều quá. Chết rồi thì bắt họ mới cho làm ma ở trong chùa. Đấy. Cho làm ma ở trong chùa. Đấy, cho nên mà làm ma ở trong chùa thì cũng không giải quyết cái vấn đề gì đâu các quý vị. Đó. Cho nên ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái gì đó là luôn giữ cho mình thì cái nghiệp của chúng ta sẽ chết vì cái đấy đấy. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta phải buông xả được. Cho nên tôi thì luôn luôn ý thức là cái điều đó, làm tất cả công việc Phật sự nhưng không giữ cho mình cái gì. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thanh thản, buông hai tay xuống bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ thì cũng không có vướng bận bất cứ một cái gì. Mà như thế thì Đức Phật nói là như thế, trong nhà Phật buông được càng nhiều thì lại càng đi càng được lắm. Vì vậy có người đến nói thấy tôi là làm công tác Phật sự nhiều như thế này, xây 4-5 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa lớn như thế, họ nghĩ là tôi giàu lắm, tôi phải giữ nhiều tiền lắm. Nên xin thưa các vị, có những lúc tôi đi đường có 200.000, 300.000 đổ xăng tôi còn phải gọi Phật tử tôi xin. Có những lúc hết 200-300.000 mà không có để đổ xăng phải xin. Vì sao? Vì tôi không giữ cái gì cả. Mà không giữ thì Phật Bồ Tát lại thương, lại làm được nhiều các việc Phật sự hơn. Vì vậy mà đây cũng là một cái để kinh nghiệm cho chúng ta thấy quan điểm của nhà Phật đó, thì càng buông được thì chúng ta lại càng được phước. Tôi mà không buông, tôi mà cứ khư khư cho bản thân đó, thì làm sao tôi nói mọi người nghe? Chắc chắn mọi người sẽ không nghe. Đại đa số mọi người sẽ không nghe. Mà không nghe thì làm sao mà một cái pháp hội mà có 5-7 ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe chúng tôi nói, bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để đến đây ngồi nghe chúng tôi nói được. Đó. Cho nên đây cũng là một cái để chúng ta thấy rằng làm cái gì đó thì làm nó cũng phải kết hợp với thực tế một chút. Đó. Vì vậy mà các Phật tử, mà đặc biệt là các đôi vợ chồng mà cầu nguyện những cái việc đó, chúng ta cũng phải buông xả được một chút để phóng sinh. Đặc biệt là phải nên phóng sinh. Tu phúc làm việc thiện, bố thí giúp đỡ người nghèo nữa. Nên có. Và một cái việc nữa, đó là gì? Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà khỏe, có
có sức khỏe tốt thì chúng ta này gặp cái trường hợp đi hiến máu ở đâu để cứu người á, chúng ta cũng nên làm cái việc đó, hiến máu để cứu người nữa. Cái đó là những cái chúng ta cho bằng gì? Cho bằng cả thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ nhận lại được cái phúc báo là vô lượng. Đã nói thêm như vậy để các vị biết. Một vị thứ hai hỏi là: bạch thầy, cho con hỏi, tên con là Quỳnh Thị Hà, pháp danh là Tịnh Hà. Một, hiện nay con có bầu được hơn 4 tháng. Con là bé trai, dự kiến sinh con là ngày 19 tháng 7 năm 2017, năm Đinh Dậu. Con nhờ cậy thầy đặt tên cho con để con được nhờ phúc của thầy trở thành đứa con khỏe mạnh và hiếu đạo. Cái việc đầu tiên là chúc mừng đã. Chúc mừng cả vợ chồng gia đình này đã. Thế còn sinh con và đặt tên, theo các cụ ngày xưa là gì? Không được đặt tên trước, nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói về, vì ngày xưa Ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng, cho nên Ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi chủ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà, mình họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao? Tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống thì đó gọi là bùa. Cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên Ngài nói với chúng tôi, Ngài tôi nhớ là ngày đó Ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có xin đặt tên cho con cho cái thì phải sinh ra mới đặt, và cũng nên bảo các Phật tử nên sinh con ra mới đặt tên, chứ đừng có đặt trước. Đặt tên trước, cái thứ nhất là gì? Lúc sinh, lúc nở, các thứ nó khó. Rồi sau này nó cũng đứa trẻ nó cái gì cũng khó nuôi nữa. Đấy là những cái kinh nghiệm mà truyền từ các cụ, các tổ truyền sang cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy là cái đó từ trước đến nay, cho nên tôi chưa bao giờ đặt tên cho ai chưa sinh cả. Và sinh ra mới đặt. Cũng đặt cho rất nhiều người rồi. Các quý vị có thể chỉ cần nhắn tin và gọi điện về, tôi không nghe điện được thì cứ gọi cho bên văn phòng, cho phòng thông tin hay là cho các vị thị giả. Gọi tên bố, tên mẹ là được. Xong rồi tôi đặt cho mấy cái tên mà chọn. Tất nhiên tên thì chúng tôi đặt tên thì có thể nó cũng có hay hơn đấy. Vì sao? Vì chúng tôi biết cái ý nghĩa của chữ Hán. Và cái tên, mỗi cái tên nó đều có ý nghĩa của nó, thì nó sẽ tốt hơn đó. Chứ có cái tên dài dằng dặc ra mà ý nghĩa thì chả có cái gì cả đó. Xem cái tính cách của cái con người đó nữa thì được thì càng tốt đó. Ý thứ hai: con trai lớn của con sinh năm 2011, con bị chậm phát triển thần kinh. Con nhờ cậy thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con phải làm thế nào để con được khỏe mạnh, bệnh tật được tiêu trừ dần dần, con lớn lên được khỏe mạnh bình an ạ. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì cứ nên phát đại nguyện tụng kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm để hồi hướng cho cháu. Thì ăn chay được luôn thì là tốt, trường chay được là tốt, mà không trường chay được thì tháng cũng nên ăn lấy gì? 2 ngày hoặc là 6 hoặc là 10 ngày chay. 10 ngày ăn chay trường hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày một tháng, tùy theo. 2 ngày thì mùng 1 ngày rằm. Đó thì nên xem cái ngày trường chay, thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, về cứ tụng xeo đó mà ăn. Không trường chay được hết cả 3 năm thì tháng 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc ít nhất thì được 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Đó, để lấy công đức đó để hồi hướng cho cậu con trai lớn này. Và mỗi khi tụng kinh như vậy thì ngày thì được 2 thời hoặc 3 thời hoặc 1 thời, nhưng mà tụng được cả một cái bộ kinh Thượng Trung Hạ, một bộ kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó uống. Có khi chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày là có hiệu quả rồi, chứ không cần phải 3 năm. Nhưng phát nguyện thì 3 năm, nhưng mà không cần phải 3 năm đâu.
Đấy, có cái bà cụ ở dưới đường Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi nói đi nói lại thì hôm nay thì nói cho một số Phật tử mới đến dự. Cháu nó sinh ra được 4-5 tháng, đi khám bác sĩ bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất, đó có thể là gì, cho cháu nó nghe được và sau này cơ hội nói thì còn chưa chắc chắn. Đó là mất 2 tỷ mua cái máy rồi còn công nữa 200 nữa để gì? Để mổ ra và lắp vào trong gì? Trong tai của cháu ấy. Và phải làm trước khi 1 tuổi, còn sau 1 tuổi không làm được nữa. Gia đình thì cũng toàn là cán bộ công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu cả, thì lấy mà nhà ở nhà tập thể lấy đâu là 2 tỷ 2. Cho nên là thôi thì đành đối phúc cùng trời. Thế các Phật tử trong đạo tràng ấy mới bảo là thôi cứ lên chùa xem thế nào. Nhiều trường hợp mầu nhiệm họ được lắm, họ tụng kinh họ được. Thế là bà cụ đi lên đây, tức là bà nội của cháu, cái cháu bé lên đây. Thế bà cụ năm nay cũng yếu rồi, khoảng trên 70 gần 80, yếu đi khật khạ khật khừ ra rồi. Thế tôi bảo cụ về phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu xem thế nào. Các thầy cũng sẽ hồi hướng cho nữa. Thế bà cụ về làm theo như làm được. Thế tôi bảo về bảo cả gia đình, cả mẹ, cả chồng của cụ ấy, cả nhà ăn chay để hồi hướng 21 ngày ấy, đấy là gọi là cái phương pháp điều trị gì ạ? Điều trị tích cực đấy. Cả nhà ăn chay 21 ngày phóng sinh tu phúc và tụng kinh Địa Tạng, đấy là phương pháp điều trị tích cực. Ở trong bệnh viện họ gọi là điều trị đặc biệt đó. Vào phòng điều trị đặc biệt, gặp những giáo sư giỏi nhất, để chọn những giáo sư giỏi nhất để điều trị bệnh cho mình đó. Nhưng mà về thì bà cụ bảo con thằng con trai, thì con trai nó bảo rằng mẹ ơi con đang đi làm, con ăn như thế làm sao con đủ sức khỏe con đi làm. Bảo cô con dâu thì cô con dâu bảo mẹ ơi con đang nuôi con nhỏ, con làm ăn như thế làm sao có sữa để nuôi con. Bảo chồng thì chồng bảo bà ơi tôi yếu lắm, tôi ăn thế tôi làm sao tôi chịu được, thôi bà ăn đi. Thế là cả chồng, cả con trai, cả con dâu đều có lý do, và một mình bà cụ ăn. Ăn được, tụng được đến ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên cái đứa cháu nội của mình nó thấy nó là có phản ứng, nó giật mình, đem đi khám. Bác sĩ, 5 bác sĩ, cả trưởng phó khoa với những người đầu ngành của cái bệnh viện mà mới khám cho cháu là khoảng hơn nửa tháng trước thôi, và vẫn khẳng định là câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Chỉ có vấn đề như làm cái tai giả, để làm cái chip để cấy vào tai để cho nó nghe lớn lên xem nói được hay không, thì tùy thuộc vào, không dám chắc chắn. Nhưng mà sau này có mấy ngày sau tụng kinh thì có 7 ngày sang ngày thứ 8, thấy nó giật mình, bố mẹ nó mang đi khám, bác sĩ giật mình khám và bảo là chữa cái gì, không tin vào cái kết quả khám của mình, nó gọi 4-5 bác sĩ sang cùng với nhau để hội chẩn, thì đều cho cái kết quả là cháu nó nghe được gì 70-80%. Thế bác sĩ bảo là thế chưa thuốc gì, bảo là không, bố mẹ nó bảo nhà cháu không chưa thuốc gì, mà chỉ có bà nội cháu đi lên chùa khai nguyên, thầy Thịnh dặn tụng kinh Địa Tạng về và cụ tụng, thế là về thấy cháu nó phản ứng đem đi khám thôi, thế thôi. Mà cách đây trong năm đấy, cả gia đình bế cháu ấy lên đây nhìn kháo khỉnh và gọi một cái là nghe rồi, nói rồi, và bây giờ nói được tiếng gì, tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bà rồi. À, mới có hơn chục tháng thôi, chắc chắn là xem nó bây giờ thì bình thường, gần như bình thường lại đến 95% rồi. Thế xong rồi tôi cái đợt mà nghe được thì tôi bảo thôi về cụ cố gắng tụng kinh thì ăn chay để tụng kinh tiếp đi. Cụ bảo thôi thầy ơi chắc là được rồi hay sao ấy. Và thôi thầy ơi. Thế bảo tôi làm sao mà thôi. Bảo trước đây con bị tai biến cho nên sức khỏe con yếu lắm. Giờ thôi thầy cho con gì, con không ăn chay nhưng con tụng kinh cả đời được không? À, mà cả ra giá với Phật, ra giá với thầy. À, thay vào cái ăn chay tụng kinh cho tròn hết 21 ngày. Sau hết mấy ngày thế cháu nó nghe được rồi một cái là thì cũng xin thầy luôn, thôi thầy cho con không ăn chay nữa. Nhưng mà đổi lại con thì con sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vào là Phật Bồ Tát thì thương chúng sinh, nhưng mẹ thương con đỏ thì thôi bây giờ cụ chẳng ăn chay được thì còn lại hơn chục ngày nữa biết làm nào. Bây giờ người ta nói như thế rồi chẳng nhẽ mình bảo không được à? Thì bảo không được sợ người ta lại lo.
mà có khi cháu chưa khỏi bà là đi thì chết. Cho nên bảo là thôi được rồi, thế thì cụ về thì không ăn chay trường được, thế thôi thì cứ ăn bình thường, nhưng cố gắng gia đình đừng có sát sinh ở trong nhà mình. Đi ra chợ mua đồ nó làm sẵn trong cái giai đoạn còn đang gia mình đang có vấn đề, như ở trong nhà Phật gọi là gì, gọi là thiếu phúc á, và kém phúc á, cho nên mới sinh sự có cái chuyện như vậy. Khuyên bà cụ thôi đừng có bảo con cá, đừng có sát sinh ở trong nhà, ra chợ mua đồ làm sẵn thì ăn. Nhưng mà ăn cũng đừng có tham ăn nhiều, ăn ấy quá, gọi là ăn cho nó đủ sức khỏe thôi, còn phải tích phúc nữa, chứ đừng có ăn hết cái phúc cái đức của con của cháu sau này. Đó. Thế từ đó tới giờ thì về với ông chồng, thì ngày xưa thì hôm rồi tôi mới biết là ông chồng là đại tá quân đội. Hôm rồi lên đây kéo mấy ông bạn lên đây toàn đại tá hết. 4 năm ông đại tá kéo nhau lên đây bảo là, mà phải thậm chí bây giờ các ông lại quy Tam Bảo hết khóa tu vừa rồi, pháp hội tháng 7 vừa rồi. Hóa ra trước đây bảo ông không tin, vì sao? Vì các vị biết ngày xưa đào tạo trong quân đội và công an ấy, đây là tôi nói thật, có các vị ở đây đang ngồi đây tôi nói thật, ngày xưa đào tạo ngành quân đội và công an họ đào tạo rất kỹ, đặc biệt là vấn đề tôn giáo, vì cái vấn đề chính trị cho nên ngày đó họ giảng cũng không có chuẩn chỉ về cái tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật đâu. Chúng ta biết là cái quan điểm của Marx Engels trong cái tư tưởng, quan điểm Marx Engels họ gì, tôn giáo, họ định nghĩa tôn giáo như thế này này. Ngày xưa tôi đi học mà chính cái vị trưởng ban tôn giáo chính phủ ngày xưa là lên chia sẻ chúng tôi ấy, ở ngoài học viện Phật giáo ở quán xứ, ông ấy nói là trong Marx Engels ngày xưa là họ có một cái định nghĩa về tôn giáo, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Mà liều thuốc phiện thì chúng ta biết là có đất nước nào mà dung chứa cái thuốc phiện không? Không. Nó có hại cho dân thì phải gì? Phải trừ bỏ. Từ cái định nghĩa đó cho nên á, chúng ta thấy cũng có một thời gian là chúng ta cũng có những cái nhìn sai lệch, đánh đồng tôn giáo với nhau. Tôn giáo nào thì cũng gì? Cũng cho là một liều thuốc phiện của nhân dân. Cho nên cũng có thời là đốt đình phá chùa. Không chỉ giặc Pháp đốt đâu mà chúng ta cũng đốt đấy. Học theo cái cải cách văn hóa của Trung Quốc là cũng có cái trường hợp đó. Thôi nhưng cái chuyện đó là chuyện qua rồi. Quan trọng nhất là sau năm 1981, Nguyên Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ngài lên làm Tổng Bí Thư á, ngài có những cái nhìn đổi mới. Đổi mới cả không chỉ kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, mà đổi mới cả gì? Cả cái nhìn về tôn giáo. Cho nên cái vấn đề là gì? Tự do tôn giáo ở Việt Nam chúng ta từ ngày đó được tôn trọng, và từ đó cho đến nay thì bây giờ thì tuyệt vời rồi. Bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì có cái sự ủng hộ rất tốt đối với các tôn giáo được công nhận chính thức hoạt động của Việt Nam rồi. Chúng ta cứ làm đúng với giáo lý, giáo luật của tôn giáo mình và không vi phạm pháp luật nhà nước, không vi phạm các nghị định tôn giáo của chính phủ đã hướng dẫn thì chúng ta hoạt động thoải mái. Đảng, Nhà nước ủng hộ chúng ta để chúng ta làm cống hiến cái, đem cái trí tuệ và công đức của tôn giáo mình để cùng cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một giàu văn minh, giàu đẹp hơn. Đó, chúng ta thấy cái điều đó điều rất tốt. Nhưng mà ngày xưa các ông phần lớn là ở cái thời ngày xưa cho nên đào tạo ở trong cái ngành của các vị, cho nên bây giờ bảo tin Phật Pháp, tin tụng kinh Địa Tạng có thể giải trừ cái này cái nọ cái kia, nhất là bảo là bà tự nhiên và bác sĩ họ bảo là câm điếc bẩm sinh mà bảo tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng mà nó hết điếc, nó hết câm, nó nói lại được, thì đây là một cái việc gì không tưởng, cho nên các ông không tin. Nhưng mà khi mà cháu của ông, cái đích tôn của ông ấy được cái hưởng cái đó thì bây giờ ông tin. Không chỉ tin mà bây giờ còn rủ 4-5 ông bạn cùng là ở trong khu phố, đại tá, trung tá, quân đội về hưu là khu trong khu phố, vừa qua đều quy Tam Bảo hết rồi, đưa cả mấy cặp vợ chồng, không chỉ quy Tam Bảo mà vừa qua còn dắt các bạn đến là gì, đăng ký nhập tháp ở báo ân ở chùa hết rồi. Đã. Và hôm Tết vừa rồi là nhất định lên phải gì, phải gặp thầy. Đã. Lên mấy lần rồi chưa bao giờ gặp thầy, những lần này lên là phải xin thầy cho ngồi một tí thì bảo được, để tiếp các cụ một tí. Cho nên ở đây thì cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó nói. Khó thể diễn giải hết bằng lời nói và giấy bút được. Chỉ có gì chúng ta có thực nghiệm,
có chiêm nghiệm, có chứng nghiệm, có thực hành thì chúng ta mới biết được cái sự mầu nhiệm như thế nào. Bây giờ còn nói ra thì nó rất là khó, khó diễn giải. Mà mình mà nói nó nhiều quá thì có thể người ta cũng rất khó tin. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để làm. Mà đừng có nghĩ rằng á, thầy giỏi thầy làm được cái điều đó nhé. Không, thầy không giỏi. Mà đây là Phật Bồ Tát gia trì mà các vị giỏi. Các vị tụng kinh giỏi, các vị niệm Phật giỏi, và các vị gì? Bỏ ác giỏi, các vị làm lành giỏi, các vị hướng thiện giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát gì? Cảm động và gia trì cho. Thiên Long và các vị quỷ thần, thiện quỷ thần á, thấy cảm động và các ngài cũng đều gia trì cho như trong kinh nói. Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta trong kinh Đức Phật thường nói là người nào mà nhất tâm làm được việc thiện, bỏ ác làm lành, lãnh những hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa sẽ có vô lượng công đức. Cầu nguyện việc này việc nọ thì khi mà tội diệt phúc sinh chúng ta cầu sẽ được thôi. Đấy, cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có cái niềm tin. Và mình có thể trong cái giai đoạn đầu học Phật, mình có thể cái niềm tin, cái sự sở cầu chân chính của mình cứ cầu Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì có cảm và sẽ có ứng thôi. Còn giai đoạn sau học Phật cao rồi ấy, thì chúng ta không cầu cho bản thân nữa, mà chúng ta gì cầu cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được giải thoát, đồng được giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật đó. Đấy là gì? Học Phật đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn viên mãn con đường hành Bồ Tát đạo chúng ta rồi. Còn giai đoạn đầu tiên Phật Bồ Tát cũng để dùng phương tiện chúng ta cầu bình an nữa, Phật Bồ Tát cho chúng ta bình an. Chúng ta cầu công danh sự nghiệp ư? Phật Bồ Tát cho chúng ta công danh sự nghiệp. Đấy, giống như trường hợp ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái đứa cháu của bà Phật tử ở bên Pháp. Bà ở tận bên Pháp, bà chưa một lần gặp thầy, bà chỉ nghe giảng qua gì cái trang web của nhà chùa thôi, trang web chùa toàn viên của chùa thôi, mà ngày nào bà cũng nghe, nghe từ sáng trưa chiều tối. Thậm chí bà cũng lớn tuổi nhưng mà vẫn phải đi làm. Bà vẫn đi làm, vẫn đi trông con cho người ta. Nhưng á, bà vẫn mở cái đài nhỏ nhỏ để bà nghe trong khi bà đi làm. Đi về đi ngủ bà cũng gì bà cũng nghe. Và bảo bà mỗi một ngày con không nghe thấy cái tiếng, cái lời giảng của thầy á, con cảm như là một thiếu thốn một cái gì đó. Và chồng con trước đây cũng không tin Phật. Chồng con trước đây là gì? Kiểu như theo chế độ trước ấy, theo chế độ Cộng Hòa đằng trong. Cho nên cũng có những cái, bây giờ họ sang bên kia rồi, họ có cái nhìn nhận không tốt về gì? Về Cộng sản, về Đảng Nhà nước chúng ta nói chung, và đặc biệt là gì? Kể cả các sư, họ cũng cho các sư Việt Nam chúng ta là sư gì? Sư Cộng sản. Cho nên họ cũng không có cái thiện cảm đâu. Nhưng mà khi nghe cái băng giảng thì lúc đầu là ông cũng hậm hực với vợ lắm. Nhưng mà sau này á, thì mà dần dần mà cái vợ, nghe vợ bảo không, ông cứ nghe, nói với chồng là ông cứ nghe cái thầy này giảng đi, nghe đi, cứ nghe đi rồi ông sẽ gì, ông sẽ đưa ra một cái câu bình luận sau. Và dần dần ông nghe, và bây giờ chúng ta biết không, ông cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng giống như bà, thậm chí ông ấy còn tu hành tinh tiến hơn cả bà nữa. Đó. Chỉ có nghe qua băng giảng thôi, mà ở tận cách đây hàng bao nhiêu nghìn cây số từ đây đến Pháp, tôi không biết là bao nhiêu nghìn cây số, nhưng họ cũng tu. Và vừa qua đấy, bà gọi điện về, bà kể là có một đứa cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, vì quê quản ở trong đấy mà. Nó học ra trường rồi nhưng mà nhà cũng nghèo, không có điều kiện, cho nên đi xin học đại học. Học cái trường dạy học, đại học gì nhỉ? Đại học gì mà xong ra làm giáo viên nhỉ? Sư phạm, đại học sư phạm. Đại học sư phạm. Lắm khi nhiều lúc nó đầu óc nó già rồi nó quên. Cháu học đại học sư phạm, bằng giỏi đỏ chót nhưng mà ra đi xin chỗ nào không được. Hơn một năm trời, gần hai năm trời cứ mang hồ sơ đi xin đi thi thì toàn thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm thôi, không được. Thế nó chán quá, nó sinh ra nó ở nhà nó tự kỷ. Kéo nó chán quá. Đi làm những việc linh tinh không phù hợp với ngành nghề học của mình thì nó chán, nó bỏ. Thế bà ở bên kia, bà gọi điện về khuyên cháu là thôi tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng được khoảng độ hơn tháng. Thế là hôm đi ra uống nước gặp một cái ông thầy hiệu trưởng của một cái trường dân lập. Thế ngồi uống nước một cái hỏi ra biết cháu nó học đại học sư phạm xong rồi mà ra trường bằng cấp giỏi như thế. Đi ngồi uống nước thôi, thế là gặp ông ấy, thế ông bảo thích đưa hồ sơ lên cho bác.
Thế là ông ấy giúp vào trường, ông ấy dạy ngon lành ngay, không mất một đồng nào. Thế là xong mừng gọi điện sang gì? Sang bên kia thông báo cho bà cô hay là bà bác gì đấy tôi không rõ lắm, ở bên Pháp. Bảo là đấy nhờ gì, nhờ cô hay bác gì đó, nhờ cháu, bảo cháu dạy tụng kinh Địa Tạng, cháu mới tụng được một thời gian ngắn thôi. Tự nhiên đi uống nước có ông hiệu trưởng của một cái trường đại học dân lập, ông ấy ngồi uống nước một cái, ông ấy biết một cái, ông ấy nhận luôn, ông bảo đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là xong rồi nhận luôn, bây giờ cháu đã đi làm rồi, đi dạy rồi. Đó. Và bà ấy gọi điện về nói với tôi là cái chuyện nó vui mừng như thế. Rồi nhà bà cũng nhiều chuyện lắm, lắm khi gọi điện về xin lỗi, thôi nói nhỏ thôi, có cái tắt đoạn này đi, không có bà nghe thấy bà buồn. Lắm khi bà gọi điện về mình bận không dám nghe máy, bà ấy kể nhiều lắm. Ở nước ngoài mà họ khao khát cái tình cảm của quê hương, cho nên lắm khi mình có khách mà mình ấy thì bà ấy cũng khéo cơ, rào trước đoán sau. Là trước đây á, con cũng có hay gọi điện cho một thượng tọa ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây con chưa gặp thầy á, gọi, nhưng mà mỗi lúc gọi như vậy á, thầy ấy nói vài câu thầy cúp máy, cho nên là con gì, con buồn lắm. Bà rào trước đoán sau như thế rồi thì mình cũng không dám cúp máy, cũng khôn lắm cơ. Đúng là đi nước ngoài có khác. Cho nên á, mình lắm khi bận lắm, hoặc lắm khi là nó mệt buồn ngủ, nhíu cả mặt ra rồi, nhíu cả mày ra rồi, không thể mở được nữa, nhưng bà nói vẫn cứ phải nghe. Có khi bà nói phải được gần tiếng đồng hồ vẫn cứ phải nghe. Mà tận bên Pháp gọi điện về nói nhiều như thế, sợ anh em an ninh nó lại nghĩ là tôi có khi là gián điệp hay sao mà lại nói chuyện với điện thoại với người nước ngoài nhiều thế. Nhưng mà đấy, người ta tâm sự, người ta kể hết chuyện nhà ra, chuyện ngõ, mà kể tỉ mỉ lắm. Mình thì mình bảo là thôi cứ nói vắn tắt thôi, nhưng người ta bảo không, thầy cứ cho con nói một chút thôi. Đó. Thế là cứ thế phải nghe. Lắm khi mà bận quá còn gì không dám bắt máy nữa. Thế đoạn này tắt đi, không có bà nghe thấy bà buồn đấy. Đoạn này lúc làm vào đĩa thì cắt cái đoạn này đi cho thầy. Ở bên kia người nghe, người ta bảo đặt niềm tin vào thầy, thầy lại không bật điện thoại thì nghe con, cho nên người ta lại buồn, đánh mất niềm tin của họ. Cái đoạn này lúc làm phim thì cắt đi cho hộ thầy. Đó, bà còn kể cái chuyện là có cái người chú hay là người cậu gì đó, cũng ương bướng lắm, chuyên đi chảy dừa thuê, nhưng mà rất ương bướng. Nhưng khi nghe bà ấy khuyên thì cái chuyện nhà bà cũng ở kể cả thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cũng được nhiều việc lắm. Cho nên bà khuyên thì cái ông cậu hay ông chú đó cũng tụng kinh. Thế bà hôm rồi bà gọi điện thì bà bảo là may quá, may mà nó tụng kinh. Thế nó một hôm nó đi chảy dừa thì ra rơi, đi dừa trong miền Nam cây dừa nó rất là cao, có cây cao đến phải chục mét, hơn chục mét. Thế ra làm sao, lùng dù là sao mà cái nó không đội mũ. Ai đi ra cái quả dừa nó rơi từ trên, nó rơi vào đầu. Thế nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét ra. Thế mọi người cứ bảo trường hợp rơi dừa như thế chỉ có chết 10 người thì chết 9. Nhưng mà cái anh chàng đấy nó rơi vào cái nằm bất tỉnh nhân sự, đi ra bệnh viện. Mọi người khiêng ra bệnh viện thấy không, thế nghĩ, mọi người nghĩ là chắc là chết thôi. Máu me be bét ở trên đầu chắc là chết. Nhưng khiêng ra viện ở một tí xong tiêm thuốc, hết thuốc một cái nó tỉnh dậy, thế là nói như sáo. Thế là xong rồi thì hỏi làm sao, còn nghe đau không, nó bảo không. Lúc đấy thì tự nhiên cái quả dừa rơi vào một cái thì thấy một cái vị mặc cái quần áo rất là lạ. Họ cũng không nói là sư, chỉ là thấy một vị mặc quần áo rất là lạ đến là gì? Đến là che đầu cho và bắt đầu là khiêng đi. À. Nhưng mà thực tế không phải là cái vị nào đến khiêng đi, mà chính là cái người thân của hàng xóm họ đến là khiêng đi bệnh viện. Nhưng mà vị này gọi là mơ mơ màng màng thấy một cái người mặc quần áo màu vàng rất là lạ đến để khiêng đi, để che, để khiêng đi. Thế là ra đến viện được một tí thì tỉnh lại. Thế cuối cùng thì không bị chấn thương sọ não, nó chỉ có mỗi vếu một tí ra đầu, nó chảy máu ở phần ngoài thôi. Thế từ ngày đấy là gì, nó cũng tin tưởng và nó cũng càng tinh tiến để tu tập nhiều hơn. Thì đấy, cho nên đấy là những cái câu chuyện mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển thì công đức nó, lợi ích nó cũng được nhiều, không thể kể hết được. Đấy, chỉ nói mà sơ sơ như vậy để chúng ta biết được.